Mình chơi một cái game mới nhá, Snack Mania, kiểu giống như là rắn săn mồi à? Mình bấm thử chơi nhá. Cái này lại màn hình ngang. Chơi trò chơi này. Click to continue. Ui. Đây à? Hình như là mình không được ăn con rắn khác thì phải. Nếu mà mình đụng con rắn khác là mình nhá. Ô, di chuyển bằng cái gì? À đây 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 đây. Thank you.
Phải đợi quảng cáo mọi người ạ. Tắt chỗ nào? Phải đợi nó chạy hết. Ok. Rồi, quảng cáo cái gì đây? Game à? Trailer Matter là cái gì? Chắc là chọn những cái hình giống nhau. Quả cherry này. Ba cái hình nước này. Game này kiểu như là luyện là tinh mắt ấy. Bye.
rồi, số 1 rồi, chuẩn bị chụp màn hình. Chuẩn bị chụp màn hình. Số 1 đấy, chiến thắng rồi. Vui quá là vui. Trời ơi. Nè. Xem quảng cáo là được cái gì ấy, chắc là được kim cương. Cái này là quảng cáo chơi bài à? Chơi bài này ngày xưa là cứ hay chơi trên máy tính này. Ok, hết rồi. Thank you.
đi là thua, trời ơi. Tôi không chơi nữa nha. Mai hẹn mọi người ngày mai chơi tiếp nhá. Bye bye. Nói chung là cái game này hay đấy. Rất chỉ là hấp dẫn nhá. Nhưng mà mình cũng thích chơi game này. Quảng cáo, quảng cáo chán ghê á, quảng cáo ngoài đây. Cái này quảng cáo lâu thế. Lazada hãy tham gia cùng cái gì để ứng dụng học tiếng Anh phổ biến nhất thế giới à? Nhanh lên nào, nhanh lên để chơi ván nữa để nghỉ nào. Ok, có được cái gì đâu. Thank you.
Vòng các cái khúc đuôi của mình để cho con rắn khác nó cắn vào người của mình. Sau bắt đầu mình sẽ ăn lại những cái thành quả của nó. Đây là một âm mưu. Nhưng mà âm mưu này thường là kiểu như là gậy ông lại đập lưng ông ấy. Khả năng người lại cắn vào đít của con khác ấy. Rồi lại thành mùi cho con khác nó ăn ấy. Bye.
không biết là vị trí số mấy rồi. Được 12.000, lúc này điểm cao kinh nhá. Thế mà lại cắn vào đít người ta. Ôi dồi, cái game này game gì đây? Chắc là nông trại à?